Xin chào các bạn, hôm nay công ty kết sắt Việt Tiệp xin gửi đến các bạn một trong những dòng sản phẩm kết sắt vân tay thế hệ mới năm 2020. Sản phẩm là mẫu kết sắt vân tay cao cấp nhất. Hiện tại, chiếc kết sắt vân tay này có đặc điểm kích thước từ chân lên trên đỉnh là cao 61 phân, là kích thước đẹp chuẩn theo thước độ 3. Kết sắt có kích thước chiều ngang là 45cm và chiếc kết sắt có chiều sâu là 43cm. Đó. Nhìn tổng quan ở bên ngoài sản phẩm thì chiếc kết sắt được bố trí bởi hai bản lề nổi vô cùng chắc chắn, một khóa chìa và một mặt khóa vân tay. Nhìn tổng quan ở bên trong của sản phẩm thì ở phía dưới cùng là có một ngăn kéo nhỏ có khóa riêng biệt. Ngăn kéo này giúp các bạn vẫn có thể để được giấy tờ A4 hoặc túi hồ sơ khi cần thiết, hoặc là những vật dụng có giá trị cao. Và phía trên đây là một cái khay này thì có giúp các bạn có thể di chuyển lên xuống được theo ý muốn của mình, hoặc là mình có thể bỏ cái khay này ra bên ngoài để mình đựng những cái đồ vật quan trọng hơn để phù hợp với kích cỡ bên trong này. Và chiếc kết sắt thì có đặc điểm là có 6 chốt khóa an toàn lúc đặt ăn sâu vào trong lòng két khi đóng lại. Và đặc biệt hơn nữa, chiếc kết sắt vân tay có đặc điểm ưu việt rất lớn, có nghĩa là khi các bạn sử dụng kết sắt vân tay thì các bạn sẽ không lo bị lộ mã số như kết sắt khóa cơ và kết sắt điện tử, tại vì là mình dùng chính cái vân tay của mình thì mới mở được chiếc kết sắt ra đó. Và ngoài ra, khi mà sử dụng kết sắt vân tay thì các bạn cũng không bao giờ gặp trường hợp là phải bị nhớ hay là bị quên mật khẩu như kết sắt khóa cơ và kết sắt điện tử thông thường. Khi sử dụng kết sắt vân tay thì có một đặc điểm là giúp các bạn sử dụng thuận tiện và dễ dàng trong quá trình sử dụng. Khi dùng, các bạn chỉ phải đập vân tay vào cái là mình có thể mở được chiếc kết sắt ngay rồi, chứ mình không cần phải xoay rích rắc vòng nọ vòng kia như két cơ, mất rất nhiều thời gian. Để cài đặt được chiếc kết sắt vân tay rất đơn giản, khi các bạn mở được chiếc kết sắt ra rồi thì phía sau đây có một cái nút màu xanh, các bạn chỉ được ấn vào cái nút này. Bước thứ hai, nếu như muốn cài đặt vân tay, chúng ta đặt ngón vân tay vào nút cài đặt, các bạn ấn giữ hiện chữ OK rồi mình nhả tay ra. Vậy các bạn đã cài được một vân tay thành công. Nếu như chúng ta muốn cài thêm vân tay, các bạn làm thao tác đơn giản như sau: ấn vào nút màu xanh này tiếp, sau đó đặt thêm vân tay vào, ấn giữ hiện chữ OK, các bạn nhả tay ra. Vậy là chúng ta đã cài được hai vân tay. Đối với sản phẩm kết sắt cao cấp này thì các bạn có thể cài được 100 vân tay khác nhau trong quá trình sử dụng. Và ngoài ra, két còn có tính năng mở được bằng cơ để giúp các bạn trong trường hợp gặp sự cố trục trặc gì đó về vân tay, hoặc trong lúc sử dụng bị hết pin thì các bạn có thể mở được bằng cơ nữa. Mở được bằng cơ thì khi đến nơi thì các bạn bộ phận kỹ thuật sẽ chỉ cho các bạn biết cách để mở được bằng cơ khi bị hết pin hoặc là bị quên mật khẩu. Và sản phẩm này là sản phẩm chính hãng của công ty kết sắt Việt Tiệp. Nó gồm có tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm chính hãng của công ty. Trên tem cũng đều có thể hiện tên website và số điện thoại tổng đài 1900 989932 để các bạn có thể gọi bảo hành khi cần thiết. Có tem chứng chỉ chất lượng về chống cháy, chống phá, và tem chính hãng mác sắt của công ty kết sắt Việt Tiệp.